Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Sportum Badminton xin giới thiệu đến mọi người một cây vợt cầu lông chính hãng đến từ thương hiệu Wangju. Và đây là một cây vợt được làm 100% từ sợi carbon, có khả năng chịu lực rất cao, khối lượng vợt nhẹ và độ bền cao. Và mua vợt thì các bạn sẽ được tặng kèm một bao đựng vợt bằng da như thế này. Và ngoài ra thì các bạn sẽ được tặng hai chiếc quần cán vợt, một chiếc chặn mồ hôi cổ tay, một chiếc vòng tay cầu lông đến từ thương hiệu Yonex và một chiếc cầu lông, một chiếc móc khóa cầu lông lưu niệm. Đó, và chúng ta sẽ bóc cây vợt này. Cây vợt này thì được bọc rất là cẩn thận với một lớp bao vợt và một lớp túi bóng chống xước. Đây, và một viếng bọc trên vợt như này thì nói chung là nó giới thiệu về thương hiệu. Và vợt thì đã được căng sẵn cước từ nhà sản xuất với thông số là 10 kg. Tuy nhiên về mức căng thực tế thì nó chỉ được khoảng 9 cân đến 9 cân rưỡi thôi nha, mọi người lưu ý. Và mức căng này thì cũng rất là phù hợp với những người mới chơi. Cây vợt này thì là một cây vợt dẻo nên là nó sẽ trợ lực rất là tốt cho những người mới và rất là dễ chơi. Khối lượng vợt thì là 82g, tương đương với khối lượng 4U. Vợt có nghĩa là khối lượng này nó sẽ là khối lượng vợt nhẹ, phù hợp với người mới nha mọi người. 82g. Cây vợt này thì phù hợp cho lối đánh công thủ toàn diện. Và Hùng cảm thấy rằng là nó sẽ hơi thiên về tấn công một chút so với là phòng thủ nha mọi người. Đấy. Về mức chịu căng thì cây vợt này chịu mức căng mà Hùng đã test rất cẩn thận trong một tháng, thì mức căng tối đa ở cây vợt này nó lên đến khoảng 11,5 cân. Và khuyến nghị cho những người mới chơi đó là mọi người chỉ nên chơi mức căng từ khoảng 9 cân đến tối đa là 10,5 cân với ai cảm thấy rằng lực cổ tay của mình tốt. Đó. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đây, Deep vợt carbon nha. Và nếu mà mọi người muốn xem chi tiết giới thiệu về cây vợt này thì mọi người có thể xem trên kênh YouTube Sport Hùng Badminton nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.